Hai dây xinh xinh, cá vàng bơi trong hồ nước, con cá màu đỏ, con cá màu xanh, con cá màu hồng, con cá màu đen, chuẩn bị bị đem đi chiên xù ta la. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Này nè mọi người ơi, mọi người để ý đến mình nha. Trời đừng có để ý đến mấy người kia, người ta che mình lại hết rồi trời. Chết ra coi, chết ra, tôi chào mọi người coi. Ok. Ok mọi người ơi, thì hôm nay nè, mình đã cùng với Hero Team của mình vào đây và quay thêm một clip Minecraft mới cho các bạn xem rồi đây. Yeah. Ok bạn ơi, thì hôm nay bạn đang thấy nè, là có mình là 1 rồi đúng không? Sammy là 2 nè, Kyron là 3 nè, Simmy là 4 nè, Mr. Dịch là 5 nè, Timmy là 6 và Camui nữa là 7. Có nghĩa là bây giờ hiện tại chúng ta còn thiếu mấy người nữa mọi người ơi, bọn mình còn thiếu mấy người nữa ta? 2 người. Chúng ta 2 người nữa. Không, thiếu một người. Thiếu một người nữa thôi. Tại vì là em đếm trong đây là có được gọi là 7 người rồi nè. Còn thiếu có một người nữa thôi. Để xem còn thiếu ai ta, để coi coi. À nhớ rồi bạn ơi, thiếu anh Siro. Trời ơi bạn ơi, hôm nay anh Siro lười quá. Mình kêu anh Ro vào đây quay video cùng với mình mà anh Ro không chịu quay bạn ơi. Cho nên là hôm nay là thiếu anh Siro nha. Hơi tiếc xíu. Thôi xém nữa còn thêm anh Siro đó thôi là đủ nguyên Hero Team rồi. Vậy mà thiếu anh Siro buồn ghê á. Kỳ này là phải gọi là phải kêu dịch gọi là phạt anh Siro mới được. Ai, trời ơi, lười ơi là lười, không chịu vào đây quay video cho mấy bạn fan xem. Thôi không nói nhiều nữa. Thì hôm nay nè, mình có mời Hero Team vào trong đây để gọi là chơi Backward cùng với mình mọi người ơi. À khoai hang mọi người, đợi em xíu nha. Ok. Ok anh em ơi, bây giờ mình phải tắt mic nữa bạn ơi. Hiện tại là mình đang tắt mic rồi cho nên là không có ai nghe mình nói gì đâu các bạn ơi. Mà các bạn biết tại sao mình lại tắt mic không? Thì mấy bạn đọc tiêu đề thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là video hôm nay không phải là một cái video chơi Backward bình thường rồi đúng không? Hôm nay mình lại tiếp tục join Hero Team mấy bạn ơi. Đó, mình lại tiếp tục join Hero Team nha. Ồ cái gì vậy? Hero Team đang quẩy các bạn ơi. Trời nhìn kìa. Hỏi không? Quẩy kìa, trời ơi trời, quẩy kìa. Lắc lư kìa. Trời ơi quẩy trời. Trời ơi quẩy viên hay kiểu bạn ơi. Thì hôm nay nè các bạn ơi, mình sẽ join Hero Team nha các bạn. Và mấy bạn biết join bằng cách nào không? Join bằng cách nào thì một tí nữa vào video mấy bạn sẽ biết nha. Và mình nói trước nha, đây là một cái video join để cho vui thôi. Cho nên á, những bạn nào mà là fan của Hero Team á, mà thấy mình join Hero Team á, mà còn gọi là vào chửi mình hay gì á, thì mình cũng bó tay luôn nha. Bởi vì mọi người trong team join nhau chỉ để vui thôi. Mà còn vô chửi mình nữa thì thôi, mình có không biết nói gì luôn. Kệ bạn đi, mấy bạn đó trẻ trâu thì kệ bạn đó đi ha. Còn chúng ta thì chúng ta join cho vui thì chúng ta vẫn cứ join thôi đúng không mấy bạn? Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào Backward và thực hiện màn join thế nào anh em ơi. Let's go. À ok, để mình bật mic lên nè. À, alo mọi người ơi. Trời, đất ơi, nãy chịu Phong tắt mic luôn trời. Ơi, bây giờ nè, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta chơi Backward với nhau nha. Hôm nay em rủ mọi người vô chơi Backward chung với em đó. Rồi ok. Bây giờ vào phòng Backward nha, để em xem coi. À, okay. Chúng ta vào phòng số mấy bây giờ ta? À, team mình là có 8 người đúng không? Chúng ta sẽ chọn phòng số 8 đi. Ok, phòng số 8 nè. Rồi ok, vô nào mấy bạn ơi. Vô thôi. Trời ơi, lâu lắm rồi Hero Team chúng ta mới chơi game cùng với nhau quá nha. À khoan mấy bạn ơi, trước khi vào trong đây thì mình sẽ khoe cho các bạn xem nè. Đây, mấy bạn thấy trên đầu mình có gì không? Xin giới thiệu các bạn, đây chính là một cái bức tượng của Phong Cận TV đó, đang nằm trên đầu mình nè. Nhìn khá là dễ thương luôn đúng không? À, mình cực kỳ thích cái con này luôn nha. Bởi vì nhìn thấy nó bị mắc lòi giống y hệt mình, y hệt như hai anh em sinh đôi luôn các bạn ơi. Ok, rồi à, khoan đã, bây giờ mình phải tắt mic đã. Rồi ok, mình đã tắt mic rồi. Rồi ok, để mình vào đây mình lượm một ít sắt và một ít vàng nào. Ok, lượm nào. À mà khoan đã, hình như từ nãy giờ mình chưa nói với các bạn biết rằng là chúng ta sẽ cho gì nào đúng không? Thì hôm nay nè, chúng ta sẽ cùng nhau xây một cái hồ cá ăn thịt người để cho các thành viên trong Hero Team nha. À, nghe hấp dẫn chưa? Mà cái hồ cá ăn thịt người có nghĩa là sao? Mấy bạn có biết cái con bọ mà trong Backward đây mình sẽ cho bạn xem nè, đâu ta con bọ đâu ta? À, đây, con bọ này đây, mình sẽ đặt cho các bạn coi nè. Đây. Nè, mấy bạn thấy con bọ này không? Xin giới thiệu các bạn, đây chính là một con bọ có thể cắn được người nha. Ủa chạy nhanh quá vậy, chạy nhanh đi. Để tao coi, chạy nhanh vậy. Đấy bạn coi nè, đây. Con này nó có thể cắn được người nha. Và bây giờ mình sẽ cho các thành viên của Hero Team bằng cách là mình sẽ xây một cái hồ ở giữa cái giường của mình. Sau đó mình thả mấy con bọ này xuống dưới đó. Mình sẽ thả thật là nhiều mấy con bọ này luôn. Ok rồi, nó sắp biến mất rồi nè. Rồi biến mất luôn rồi. Mình sẽ thả thật là nhiều xuống cái hồ ở ngay cái giường của mình. Và khi mà ai vào trong cái giường của mình mà đập giường á, thì ngay lập tức người đó sẽ bị mấy con bọ này cắn chết. Một cái bẫy thật là hoàn hảo. Hoàn hảo quá đi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua gọi là xây nha. Ok ok. Mình nghĩ rằng là không những là bỏ mấy con bọ không đâu, mình sẽ bỏ thêm mấy con người sắt vô nữa cho nó cắn người ta chơi. À ok, mình sẽ đứng đây mình thu thập vàng sắt nè. À
quên nữa, mình còn một cái này mình quên nói với mọi người nữa. Đó chính là sắp tới là Hero MC bọn mình sẽ có một cái giải chơi đấu Bad World cùng với nhau. Cho nên là mọi người hãy nhớ gọi là tham gia cái giải này để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ HeroMC.net nha mọi người. Ok, rồi. Rồi, mình cũng đã lượm được khá khá nè các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ mua thật là nhiều len nè. Ok, mình sẽ qua bên gọi là chỗ lấy ngọc lục bảo nè. Để mình lấy ngọc lục bảo mình đem về, mình lắp thật là nhiều gọi là hắc điện thạch vô cái giường của mình, để không ai phá được giường của mình luôn nha. Ok, ok. Ui, bên kia có ai kìa bạn ơi, team màu xám hả? Để mình xem coi. Team màu xám là Camui các bạn ơi. Ồ, Camui ở kế bên nhà mình. Hấp dẫn nha, hấp dẫn nha. Rồi, để mình gọi là tìm cách mình qua bên chỗ nhà Camui, mình gọi là xử Camui luôn. Ok. One hour later. Rồi, bây giờ mình sẽ mua cho mình cái gì bây giờ ta? À, quên, hắc điện thạch. Đó, trời, hồi nãy mình tính mua hắc điện thạch mình quên. Ok, đặt thật là nhiều hắc điện thạch ra đây. Đó, mình sẽ bọc cái giường mình lại bằng hắc điện thạch luôn. Không ai có thể đập được giường của mình cả. Chưa gì mà mình đã có được hắc điện thạch bọc giường rồi. Mình thật là bro quá đi. Ok, rồi. Bây giờ là hiện tại trong team này là hiện tại là trong phòng bây giờ trừ mình ra là có đến tận 6 người lận đúng không? Cho nên là mình phải tiêu diệt một vài người trước đã. Ok, rồi để mình mua kiếm sắt nè, mua thêm TNT nè, rồi mua thêm len nè, đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua bên nhà của một người nào đó, mình tiêu diệt người ta trước, rồi mình sẽ gọi là cho những cái người kia sau nha. Ok, Camui là gần nhà mình nhất nè, mình sẽ tranh thủ thời gian Camui đi đâu đó không để ý, mình sẽ giết Camui. Ôi, Timmy kìa, Timmy kìa, team màu cam các bạn ơi. Ui, quýnh nhau rồi kìa, quýnh nhau rồi kìa. Ồ, để mình lại mình xem coi. Ui, quýnh nhau, quýnh nhau, quýnh nhau. Ui, ui, Camui kìa, Camui kìa. Camui lại đây, chết đi. Dạ, 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 Camui, Camui nè. Ok, chết Camui rồi. Ui, Timmy kìa, núp, 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 núp. Mình sẽ núp để mình qua nhà Timmy nha các bạn. Ok, núp, 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 núp. Timmy đang chuẩn bị qua đây lấy Emerald các bạn ơi. Để xem coi. Timmy đầu ta, team màu cam đúng không? Ui, Timmy chạy về nhà rồi. Ok, ok. Để mình sẽ giả bộ mình đi ra đằng sau nhà để cho Timmy không biết. Ok, ok. Ra đằng sau nè. Rồi, đặt TNT vô. Rồi, chạy. Ui, nổ rồi. Ui, Timmy chạy lên đây rồi. Nhảy xuống. Đắp giường. Ok, chạy. Ai, rồi xong chết queo luôn mày ơi. Nhưng không sao, mình đã đập được giường rồi. Rồi, ok, ok. Bây giờ chỉ cần giết Timmy nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành rồi. Giết được một người rồi nha. Ok, rồi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ 6 người phải không? Thì mình nghĩ mình sẽ giết 3 người, mình chừa lại 3 người. Ê, ai kìa? Team màu đen là ai vậy? Ồ, lấy đồ thôi. À, Simmy các bạn ơi, team màu đen là Simmy các bạn ơi. Thôi cậy đi. Simmy thì mình để mình cho anh Simmy cho nó vui các bạn ơi, chứ Simmy không nên giết sớm đâu. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua. Ôi, Timmy kìa. Ui, hello Timmy. Hello. Hello, lại đây nào. Hãy xem chùm BBB đây. Trời ơi, đặt người sắt ra kìa các bạn ơi. Chạy đâu cho hét. Chạy đâu, đứng lại, không được chạy. Trời, giết được Timmy nữa bạn ơi. Mình thật là mạnh mẽ quá đi. Trời, ok rồi. Rồi, vậy là giết được một người nè. Bây giờ là người tiếp theo nữa sẽ là Camui hoặc là Sammy. Ok. Camui đi, ok được, Camui đi. Mình nghĩ rằng Camui dễ giết hơn, bởi vì Camui là nước cho nên là mình sẽ dễ gọi là giết hơn các bạn ơi. Qua nhà Camui nào, qua nhà Camui nào. Xin lỗi, giỡn mà. Ê, chị Camui, mình tĩnh, em về liền. Em không ở đây đâu, em về liền, yên tâm. Ngoan mà, em ngoan lắm. Có gì đâu. Camui ơi, em trên này nè, leo đây quýnh em nè, leo đây. Ui, gì vậy, quăng gì vậy? Cầm. Tránh nè. Ok rồi, Camui té rồi. Phá giường nè, rồi, giết thêm Camui nữa là xong luôn các bạn ơi. Rồi, ok, người tiếp theo bị tiêu diệt đó chính là Camui. Rồi, bây giờ còn ai nữa ta? Kairon hả? Thôi Kairon mình để dành lại để mình cho anh đi các bạn ơi. Kairon cho anh vui hơn đó. Bây giờ người tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch. Đúng rồi. Ôi, anh Mr. Dịch dạo này gọi là chơi game cùng với mình, luôn luôn ăn hiếp mình các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ phải gọi là sẵn trong cái dịp này mình là người BBB giỏi, mình sẽ giết Dịch nha. Ok. Ok các bạn ơi, thì bây giờ hiện tại là mình tại đây. Simmy hả? Simmy nè, té đi. Ok rồi. Simmy té bạn ơi. Vừa đi ngang qua gặp Simmy luôn bạn ơi. Ok rồi. Ok bạn ơi, mình đã tiêu diệt xong hai người rồi, đó chính là Camui nè và Timmy. Bây giờ là người tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch nha bạn. Đâu rồi anh Dịch rồi? Hình như là anh Dịch đi đâu rồi?
Tại sao Chiron lại ở bên nhà của anh Dịch thế kia? Ok ok rồi rồi xong rồi xong. Chiron chết rồi. Ơ, team up à? Trời ơi, hai người này chơi team up anh em ơi. Toan rồi, gặp chơi team up rồi. Trời ơi, hai người này chơi ăn gian rồi, không được. Nhưng mà không sao, team up thì cho team up luôn. Phong vẫn chiến thắng cho mà coi. Để xem đây. Wait, Chiron. Phong cận hả? Kìa dạ. Đưa tiền đây. Đưa tiền hả? Ok, bây giờ bạn team up chung với anh Dịch đúng không? Đúng rồi. Mình cho bạn viên kim cương, rồi bạn về nhà bạn đi, nhanh lên. Ồ, cái cho thêm cái gì? Thêm gì hả? Giờ có thêm gì ta? Gì cầm chết TNT là sao? Hả, đâu có gì. Đâu có gì đâu. Rồi, rơi xuống dưới đi. Bay đặt. Ôi, anh Dịch tấn công mình các bạn ơi. Trời ơi. À, anh Dịch coi bộ gọi là hơi bị hùng hổ nha. Hay kỳ này khó ăn anh Dịch rồi. Ok, từ. Bây giờ qua nhà anh Dịch nè. Đặt lóc cao lên. Ok. Nhảy quá. Hình như anh Dịch không thấy mình nữa bạn ơi. Anh Dịch không thấy mình. Ok, đặt bài lóc qua đây. Mình sẽ đặt lóc chậm qua đây nha. Hy vọng là anh Dịch không thấy mình. Rồi ok. Uống thuốc tàng hình vô. Uống thuốc tàng hình vô. Ok, tàng hình rồi. Đặt TNT. Ok, đặt thật nhiều vào. Chạy. Mình đã uống thuốc tàng hình rồi, không ai biết mình đâu. Nổ nè. Ok. Ông vẫn không biết vậy bạn ơi. Trời, ông lắp bằng thác tiền thật. No, chết. Ê, mình phải mua ngay cúp kim cương mới được. Tranh thủ lúc ổng không thấy mình. Mua. Ok rồi, có cúp kim cương rồi. Ok. Thôi bạn ơi, anh Dịch vẫn còn đang gọi là không biết mình đang bên nhà. Ổng vẫn còn đang tấn công team khác bạn ơi. Ok, đập. Nhanh lên. Cố lên. Bụp nè, mất giường. Hello Dịch. Chết đi. À, chưa té hả? Té luôn đi. Ok bạn ơi, vậy là mình đã giết được ba người gọi là mạnh nhất team rồi, đó chính là anh Dịch nè, Camui nè, với lại Timmy nè. Ba người này là ba người biết chơi PvP nha. Còn lại Chiron nè, với lại là Sammy và Simmy. Ba người này gọi là sao ta, khá là nướp mấy bạn ơi trong cái trò gọi là PvP, cho nên là chúng ta sẽ cho anh được nha. Ok rồi. À, Chiron thì mình không biết có nướp hay không, nhưng mà cho anh Chiron thì sẽ rất là vui luôn, tại vì Chiron rất bị cho anh rất là vui mấy bạn ơi. Ok rồi, để qua bên giường của Sammy coi. Ui, Sammy xây nguyên cái hình trái tim luôn bạn ơi. Sammy xây nguyên cái hình trái tim luôn kìa. Trời ơi, chắc là dành cho mình đó. Ok, nhưng mà thôi, rất tiếc đây là một trò bad war, không phải là trò builder các bạn ơi. À, đập giường luôn. Chắc Sammy không biết đâu, Sammy nước quá mà. Sam ơi, giường bị bể. Giường bị bể mà từ nãy giờ vẫn không biết gì hả? Ui à, ui cái ủa đâu, tức lắm. Gì? Té đi. Ok, đập giường nè. Rồi, ok. Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ mình đã tiêu diệt xong gọi là gần như hoàn toàn luôn rồi nè. Bây giờ là chỉ còn có một mình là có giường thôi. Cho nên là tất nhiên là Chiron với lại Simmy sẽ qua đây để phá giường của mình. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau xây cái bẫy thế nào anh em ơi. Bẫy cá ăn thịt người nha. Mình gọi là cá ăn thịt người thôi, chứ thật ra nó là con bò với lại là người sắt. Ok rồi. Rồi, mình sẽ gom đồ nè. Bây giờ mình sẽ lấy hết tất cả những tài sản từ nãy giờ mình dành dụm ra. Lấy hết ra luôn. Ok, lấy hết ra. À, có cái gì để dùng không ta? Để mình xem coi. Ok, mình sẽ mua thật là nhiều trứng của mấy con này nè. Rồi xong mua thêm trứng của con người sắt nữa. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái hồ ở giữa đây nha các bạn. Xây cái hồ này nha. Mình sẽ xây cao nó lên như thế này. Đó. Chúng ta sẽ xây thành hình tròn như thế này nè, để cho người ta không nhảy ra ngoài được nha. Mình sẽ xây thật là cao luôn, để không cho ai nhảy ra ngoài được hết. Ok, xây như thế này. Ok các bạn ơi, thì mình đã xây cao lắm rồi nè. Cao cỡ này thì không ai có thể nhảy ra ngoài được luôn rồi đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đập cái này ra. Đập chỗ này ra nè, đập ra để làm một cái lối cho người ta nhảy vào nha. Mình bảo đảm với các bạn luôn á, là Chiron với Simmy mà không thấy mình ở nhà, thế nào cũng chạy qua nhà mình, sau đó nhảy vô trong cái này để đập giường mình. Mà một khi đã nhảy vào thì tất nhiên sẽ sập bẫy. Ok rồi. Sẽ xây một cái đường thật là to cho mấy người này người ta leo lên nè. Mình cá chắc là Simmy với Chiron sẽ qua đây luôn. Ok rồi. À, rồi bây giờ mình sẽ bỏ Golan nè, đó. Rồi sau đó là bỏ thêm mấy con bọ vào nữa. Ê, phú rồi, hai con rồi. Ok, bỏ vô nữa nè. Đó, bỏ vô. Bỏ bọ vô. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ leo nóc nhà để chờ đón gọi là Simmy với Chiron qua đây nha các bạn. Ok, mình sẽ leo nóc nhà, mình đứng đây mình đợi nha. Rồi, ok. Đứng đây đợi thế nào anh em ơi. Let's go. 2000 years later.
Ôi kìa kìa mấy bạn ơi, mình thấy Simi kìa rồi. Mày làm gì? Trời, xin lỗi, phá quả quả, nhanh lên cái đi, phá quả. Qua phá qua đây đi, qua đây đi, đúng rồi, qua đây đi. Trời ơi, cái nhà của Bob mà mày đặt, trời, mày đặt xây như lưu đài vậy. Trời ơi. Rồi xong, Simi ra xuống dưới rồi. Ui, cái đó sắp chết rồi, cái đó sắp chết. Cái đó sắp chết rồi, ok, mình sẽ thuốc, mình thả bỏ vô. Thả bỏ vô. Bỏ nè. Cái con bỏ đó. Cắn đi. Thả bỏ vô. Cắn đi. Rồi. Ui, cái đó nhảy lên đây được rồi. Cài nè. Mình giết được cài vậy bạn ơi. Wow, trời, đúng lúc mất giường luôn. Mày quá, win. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã chọn được thành công các thành viên của Hero Team rồi đó bạn ơi. Đó, thì mình đã chọn được, gọi là mình đã tiêu diệt được mọi người nè. Sau đó mình đã xây được một cái hồ, gọi là gì ta, hồ bọ ăn thịt người, côn trùng ăn thịt người đó bạn ơi. Đó, thì cái hồ này á đã gọi là giết được Chiron đó, mấy con bọ đã giết được Chiron. Và sau đó là mấy con Golem nó đã đẩy Simi rơi xuống dưới vực và chết queo luôn. Đó, nói chung là mình cũng đã chọn được thành công rồi. Thì các bạn thấy cái video này hay không nào? Nếu mấy bạn nào thấy video này hay thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha. Và các bạn cũng đừng quên là sắp tới đây á, là trong HeroMC.net sẽ có một cái giải đấu, gọi là giải đấu Best World đó, cho nên là các bạn hãy nhớ gọi là tham gia cái giải đấu này để có thể nhận được giải thưởng 1 triệu đồng nha bạn. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta kết thúc video tại đây thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.